Phật bị nhức đầu. Một hôm, Đức Phật thuyết pháp tại suối A Nậu. Xá Lợi Phất thưa hỏi về tiền duyên túc nghiệp như thế nào mà Phật nay bị nhức đầu cùng các việc không may khác. Phật đáp: thuở xưa, cách nay rất lâu, nơi thành La Diệt Kỳ bị nạn đói kém đến nỗi một bát gạo đổi được một bát vàng. Người ta phải lợm xương khô giả nhỏ nấu nước uống đỡ, đào củ cỏ để ăn. Bây giờ trong nước có một đại thôn tên là Chi Diệt. Cách thôn ấy không xa có một cái hồ to rộng rất nhiều cá, nên người ta gọi là hồ Đa Ngư. Dân chúng thôn Chi Diệt đều dời gia đình đến ở bờ hồ, ngày ngày bắt cá ăn cho qua nạn đói. Các người chài lưới được cá thì đem lên mé hồ làm thịt. Cá nhảy túa trên đất. Lúc ấy có một đứa bé độ 4 tuổi thấy cá nhảy reo mừng, lấy que củi đập đầu chúng. Dưới hồ Đa Ngư có hai thứ cá, cá đa thiệt và cá phù. Hai chúa cá cùng nhau nghị luận: chúng ta vô can bị loài người ăn thịt oan uổng, hậu thế quyết báo hận này. Phật bảo: tất cả dân chúng nam nữ lớn nhỏ trong thôn Chi Diệt thở ấy nay là những người thuộc dòng họ Thích tại thành Ca Tỳ La Vệ. Đứa trẻ lấy que củi đập đầu cá chơi lúc ấy nay là ta đây. Cá phù là vua Tỳ Lâu Lạc, cá đa thiệt là ác thiệt quân sư của Tỳ Lâu Lạc Dương. Do nhân duyên lấy cây đập đầu cá, ta bị đọa địa ngục không biết mấy ngàn năm. Đến nay tuy đắc quả chánh đẳng vẫn còn dư nghiệp trả báo. Trong lúc vua Tỳ Lâu Lạc sát phạt dòng họ Thích thì ta bị nhức đầu dữ dội. Xá Lợi Phất: ông có biết đầu ta nhức như thế nào chăng? Khi ta bị nhức đầu, ta bảo A Nan múc nước lạnh bốn thân đem đến. Ta khoát nước rửa mồ hôi trên trán, tức thời nước bốc hơi tiêu mất. Khi ta bị nhức đầu, ta bảo A Nan múc nước lạnh bốn thân đem đến. Ta khoát nước rửa mồ hôi trên trán, tức thời nước bốc hơi tiêu mất đi. Quý như đốt một cái chảo không suốt ngày rồi dưới nước vào, nước liền bị nóng khô. Đầu ta nhất cũng như thế. Xá Lợi Phất: ông xem Như Lai đã tận dứt các ác, muôn hạnh lành viên mãn. Trời người quỷ thần, vua chúa quan dân thải đều tán thán ca ngợi, mà còn chịu duyên nghiệp ấy, huống những kẻ si mê chưa đắc đạo. Ông già chư A-la-hán cùng tất cả chúng sanh nên học lấy gương này, dáng gìn thân khẩu ý chớ phạm vào ác nghiệp. Nam mô A-di-đà.